Dạ. Để mà sinh sống để có tiền về nuôi con, dạ, với vợ. Đó thì mình thấy cái hoàn cảnh như vậy thì mình cũng phải đồng bọc lẫn nhau. Dạ. Đó, để cho con cháu nó ở. Thì mình thấy tập quyền mà. Rồi. Chào cô bác anh chị, thì theo cái hành trình gông gũi của mình hôm nay thì mình đang có mặt tại quận Bình Tân ở gần bến xe miền Tây để tìm đến nơi của anh Phong, người khiếm thị mà đàn dạo để mà mưu sinh từng ngày. Anh thì hiện bây giờ vợ anh thì đã bỏ đi rồi. Như ở cái clip trước thì anh chia sẻ là con gái lớn của anh thì đang học Đại học Cần Thơ. Hàng ngày thì anh phải mưu sinh ở trên cái mảnh đất Sài Gòn này để kiếm tiền để nuôi hai đứa con của mình. Thì đây là cái căn phòng trọ số 4 của anh đang ở trong cái này. Thì hôm nay đến đây gặp được anh Phong thì mình sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh của anh cho cả nhà xem. Đến đây vào khoảng thời gian này khoảng hơn 10 giờ. Dạ em chào anh Phong. Dạ, dạ đây là cái căn phòng của anh Phong hả? Căn phòng mướn. Dạ. Phòng nhà đó. Này của chú à, phòng của chú hả? Vâng. Nhà trọ của chú. Anh ở đây hàng tháng nhiêu tiền ha chú? 1.7 triệu. 1.7 triệu ha. Ở đây ở mấy người? Để em vô đây cái nào. Thì cách trước dạ, hai người, hai chồng, chồng sao có anh bạn lợ là ba. Vậy là phòng này là lúc trước đây là anh lợ ở. Dạ. Bây giờ thì trước bây giờ. À trước giờ ở đây luôn. Rồi dạ, anh Phong mới vô sao? Anh Phong này mới vô sao? Cho em xin có đèn rồi hả? Dạ em chào anh Phong. Hôm nay không đi đàn nữa hả anh? Sáng nay cũng tới đi làm mà xong tới đau bụng quá trời luôn. Dạ. Hôm trước hôm qua thì anh đi làm mấy giờ mới về? Tới đi làm cái 10 giờ đêm. 10 giờ đêm. Ngày nào khoảng thường thì mấy giờ anh đi anh Phong? Thường anh đi bán buổi chiều, 5 giờ chiều đi tới 10 giờ về. Vì cái việc mà anh đi vậy như thế đó. Rồi ai đưa anh đi? Cái mình đặt xe Grab của Việt đó. Dạ mình đặt vô việc bằng điện thoại ha. Dạ. Rồi nó đưa mình đi xong rồi mình điện về. Dạ đúng rồi. Cái anh ở chung phòng với lại anh Lợn với lại của em. Dạ em, dạ cũng là anh Lợn cũng làm gì luôn? Em cũng đi bán đồ luôn. Cũng đàn luôn hả? Dạ. Trời ơi. Thì đồng cảnh là không có trời ở đây á ông ơi. Dạ cả ba các anh chị đều khiếm thị hết hả? Dạ. Chị ca được luôn hả? Không. Anh Lợi là đờn, anh Lợi với anh Phong là sao? Bạn học. Bạn học chung ngày xưa hả? Dạ. Ở Tri Tôn luôn hả anh? Em ở chợ mới, anh ở Tri Tôn. Ủa anh Lợi ở chợ mới? Ở đồng quê hương với lại anh Phong vậy? Hôm qua thì gặp anh thì rất là xúc động, hôm nay tìm đến đây để quay về cái hoàn cảnh của anh Phong cũng như là hôm nay biết được anh Lợi như vậy nữa. Nên quay cho mọi người xem. Rồi cái căn phòng này mình ở như thế này nó có nóng gì không ta? Đúng vậy đó, anh là thấy nha. Em vô đây thấy nó cũng nóng ha. Anh Lợi ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Dạ. Vậy là anh Lợi với lại vợ của mình ở trên gác ở trên kia. Dạ. Rồi anh Phong thì tạm thời thì ở đây. Dạ. Rồi mọi cái ăn uống sao anh Phong? Ăn uống thì có lúc vợ nấu, có lúc thì em cũng tiệm. Ồ vậy là chị nấu được nữa hả? Được. Rồi mình không thấy đường sao mình nấu chị? Đó anh nhìn đi, bếp ga, bếp điện. À, nói chung là cả ba cô chú anh chị sẽ thấy là cả ba anh chị ở đây đều khiếm thị hết nhưng mà nhà thì cũng khá là ngăn nắp. Anh Lợi ơi. Dạ. Anh Phong ơi, em hỏi anh Phong một tí ơi, cái đứa bé mà Út thì đang ở đâu? Đứa bé Út còn đang ở nhà ở quê với bà nội. Ở quê, anh ở đây một mình. Dạ. Còn đứa lớn thì đi học đại học. Dạ. Đi học đại học năm nay năm thứ mấy rồi anh? Năm đầu tiên. Học ngành gì? Quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn. Học đại học hay cao đẳng nè? Cao đẳng. Cao đẳng. Rồi chi phí vậy anh đủ gửi tiền về nuôi không? Nếu mà có thiếu thì anh nhờ mượn của người thân hoặc là thêm nữa. Thì làm từ từ có tiền cháu. Dạ. Nói chung là cũng khó khăn. Mỗi tháng thì trừ ra chi phí hết thì anh còn lại được khoảng bao nhiêu nè để gửi về cho cháu nó học? Mỗi tháng thì là mỗi buổi bán được mình kiếm được chừng 200 ngàn. Rồi mình để gửi về cho lớn thì tháng là 3 triệu. Còn là 3 triệu của anh với em nhỏ sống. Em nhỏ thì anh phải gửi về ở bên nội hả? Dạ.
Anh gửi cho bên nội em nhỏ đi, năm nay mấy tuổi rồi? Dạ anh mới học lớp 1, 6 tuổi. Mới học lớp 1, 6 tuổi. Thì anh phải bỏ đi, vợ anh bỏ đi lâu chưa anh? Dạ bỏ đi 2 năm. 2 năm nay. Lý do sao mà vợ anh lại bỏ đi? Cái này anh cũng biết sao đấy. À cái này cũng không nói được đúng không? Dạ. Vợ anh thì khiếm thị luôn hay là sáng mắt? Người sáng mắt. Người sáng mắt. Rồi hiện bây giờ anh có, vợ anh có thường liên hệ với anh không? Không. Là anh cũng không biết ở đâu luôn hay sao? Không, không biết ở đâu. Dạ. Rồi hoàn cảnh của anh đáng thương quá. Ở cái căn phòng này mình có thể mình tặng cho cô bác, các anh chị một bài nào được không anh? Cái căn phòng nhỏ này người ta cho không? Dạ được. Được ha. Chú ơi, cho con hỏi cái này chú. Cái căn phòng của mình như thế này nè, mình ví dụ như anh Phong với lại có đánh đàn á, mình có được không chú? Đánh một tí. Đánh đàn thì thử hoài. Dạ. Không có về đâu rồi. Anh Phong ơi, thôi bây giờ như thế này tìm hiểu anh hoàn cảnh ở cái clip. Dạ. À, dạ, anh Phong ơi, cái hoàn cảnh của anh thì em đã gặp ở ngoài đường rồi. Ở anh mưu sinh bằng cái con đường, bằng cái đường đó là đàn, mang cái tiếng đàn cho người ta nghe để người ta mua cái hàng mặt hàng của mình. Thì hôm nay có dịp đến đây để quay về cái nhà trọ của anh để biết được cái hoàn cảnh của anh rất là khó khăn như thế này, mà lại mưu sinh ở xa xứ nữa, con ở nhà nữa. Thì anh có thể tặng cho mọi người, cô chú anh chị nghe một cái bài gì đó rồi khác cái bài ở cái clip trước, với lại sau đó thì anh sẽ đọc cái số điện thoại để cho Mạnh Thường Quân họ có giúp đỡ anh, họ sẽ liên hệ với anh được không? À chờ anh một tí ha. Dạ vậy thì cô chú anh chị sẽ chờ anh Phong lấy một cái cây đàn ra. Thì đây là anh cây đàn của anh Phong mà mưu sinh hàng ngày ở trên cái mảnh đất Sài Gòn này. Cái phòng này nó nhỏ lắm cô chú anh chị, nó diện tích của nó là từ bề ngang thì nó khoảng bao nhiêu ha ha chú? Bề ngang chừng 2 mét mấy, 3 mét trở lại. 3 mét trở lại, bề dài thì khoảng 6 mét. Dạ, là khoảng 18 mét vuông. Khoảng 18 mét vuông, 20 lần một cỡ đó. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh của anh Lợi này như thế nào, anh Phong này như thế nào ha chú? Thì Phong này nó mới lại đây. Đó, cũng nhờ vợ chồng Lợi giúp đỡ. Đó, để mà là cho nó ở tạm ở đây. Dạ. Để mà sinh sống để có tiền về nuôi con. Dạ. Nuôi vợ. Đó, thì mình thấy cái hoàn cảnh như vậy thì cũng phải đồng bọc lẫn nhau. Dạ. Đó, để cho con cháu nó ở. Ừ. Thì mình thấy tạo quyền mà. Rồi mình cũng phải tạo điều kiện cho nó ở, cho nó sống. Thì mỗi chiều trước khi đi á, bán á, thì tử đờn này kia, ca này kia, tự do không, đó, chú không có nói gì hết, để cho con cháu nó làm mà tạo điều kiện cho nó sống. Dạ đó. Chắc cũng được, không có sao đâu anh ơi. Dạ, cái chui nó lỏng quá lại. Cái này là cái bộ phận phát âm, cái đơn điện của anh. Đàn bài gì anh? Đàn bài đàn phi dân đồng khúc, có phi dân điệp khúc. Thank you.
ha, rất là hay. Dạ anh có lời nào muốn chia sẻ với mọi người không anh Phong? Thì có một điều thì hoàn cảnh của mình thì nó cũng khổ, nó cũng khó. Nếu mà cô bác nào có thương, có thông cảm cho hoàn cảnh của Phong thì giúp đỡ cho Phong, cô bác rất nhiều. Dạ em cảm ơn anh Phong, chúc anh Phong sức khỏe ha, cố gắng để mà nuôi cho hai bé. Rồi em chào anh Phong.